Reuters hôm 27 tháng 7 đưa tin, quân đội Israel thừa nhận thực hiện vụ tấn công vào một trường học ở thành phố Deir al-Balad, miền trung của Gaza, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và 100 người khác bị thương. Cơ quan y tế do lực lượng Hamas điều hành ở dải Gaza thông báo, vụ tấn công nhằm vào trường học Khadija, nơi có một đơn vị y tế dã chiến, đã khiến ít nhất 30 người tử vong, trong đó có 15 trẻ em và 8 phụ nữ cùng 100 người khác bị thương. Tại bệnh viên Al-Aqsa ở Deir al-Balad, xe cứu thương đã đưa những người Palestine bị thương vào cơ sở y tế này, trong khi một số người tự đi bộ đến nơi với quần áo dính đầy máu. Ở thời điểm xảy ra sự việc, nơi đây có khoảng 4.000 người tị nạn đang trú ẩn. Lực lượng phòng vệ Israel thừa nhận thực hiện vụ tấn công nêu trên, nhưng nói rằng họ nhắm mục tiêu vào một trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Hamas bên trong khuôn viên trường học Khadija. Lực lượng phòng vệ Israel cáo buộc Hamas dùng ngôi trường để cất giữ vũ khí và tổ chức các đợt tấn công nhằm vào quân đội Israel, thêm rằng đã cảnh báo người dân trước khi tập kích. Theo Reuters, vụ tập kích diễn ra ngay sau khi quân đội Israel phát lệnh sơ tán mới ở thành phố miền nam Khan Yunis, nơi lực lượng phòng vệ Israel vừa mở chiến dịch hồi đầu tuần, khiến hàng chục người Palestine thiệt mạng. Quân đội Israel cho biết, lực lượng này sẽ hành động quyết liệt để chống lại các tay súng ở Khan Yunis và yêu cầu người dân tạm thời di chuyển đến vùng nhân đạo Al-Mawasi. Đây là hành động đáp trả các hoạt động quân sự và phóng rocket xuất phát từ Khan Yunis. Al-Mawasi đã nhiều lần hướng đòn tập kích của quân đội Israel. Trong đó, vụ tấn công hôm 14 tháng 7 được cho là đã khiến 90 người thiệt mạng và 300 người bị thương. Thống kê của cơ quan y tế Gaza chỉ rõ, kể từ khi xảy ra xung đột Israel-Hamas, hơn 39.000 người Palestine tại Gaza đã thiệt mạng và gần 91.000 người khác bị thương. Các quan chức Liên Hợp Quốc và tổ chức nhân đạo cáo buộc Israel sử dụng vũ lực không cân xứng tại Gaza và không đảm bảo dân thường có nơi trú ẩn an toàn, điều mà Israel phủ nhận. Ông Nabil Abu Dudeine, người phát ngôn Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho rằng sự ủng hộ của Mỹ đối với Israel là nguyên nhân của các cuộc tấn công leo thang do Israel thực hiện tại Gaza. Được biết, Thủ tướng Israel Netanyahu vừa có chuyến công du Mỹ, nơi giới chức chủ nhà đã thúc giục ông sớm chốt thỏa thuận ngừng bắn với Hamas. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 26 tháng 7 cho biết, các bên liên quan đang tiến về vạch đích với một thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin ở Gaza. Theo người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel chuẩn đô đốc Daniel Hagari, cuộc tập kích tên lửa do Hezbollah tiến hành vào một sân bóng ở khu vực Mesdan Sham thuộc cao nguyên Golan hồi chiều qua khiến 11 người chết, chủ yếu là học sinh. Ngoài ra còn khoảng 30 người khác bị thương ở các cấp độ khác nhau. Đây là cuộc tấn công gây hậu quả nghiêm trọng nhất của Hezbollah cho phía Israel kể từ đầu đợt giao tranh qua biên giới kéo dài gần 10 tháng qua giữa hai bên. Phản ứng về vụ tấn công, nhiều quan chức Israel đã kêu gọi tiến hành các cuộc tấn công trả đũa thảm khốc vào Liban để hủy diệt Hezbollah. Trong đó, Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich kêu gọi thủ tiêu Tổng thư ký Hezbollah ông Hassan Nasrallah. Tổng thống Israel Isaac Herzog cũng hối thúc thế giới có hành động đối với thủ lĩnh của Hezbollah, nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công hôm qua có phần trách nhiệm của Iran. Dự kiến, Nội các An ninh Israel sẽ tiến hành phiên họp khẩn cấp đặc biệt vào 16 giờ chiều nay giờ địa phương dưới sự chủ trì của Thủ tướng Benjamin Netanyahu để bàn biện pháp đáp trả Hezbollah. Theo báo chí Israel, Thủ tướng Netanyahu đã quyết định rút ngắn chuyến thăm Mỹ và lên đường trở về nước ngay trong đêm qua. Trước đó, Bộ Quốc phòng Israel cho biết, giới tướng lĩnh quân đội và an ninh nước này tối qua đã trình lên Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant các phương án đáp trả nhằm vào Hezbollah và ông Gallant đã chính thức đưa ra lựa chọn đáp trả. Tuy nhiên, hành động đáp trả cụ thể không được đề cập. Trong phản ứng chính thức đầu tiên về vụ việc, chính phủ Liban tối qua ra tuyên bố lên án tất cả các hành động nhằm vào dân thường, coi việc tấn công dân thường là hành vi trái với luật pháp quốc tế và đi ngược lại các nguyên tắc nhân đạo. Chính phủ Liban cũng kêu gọi lập tức chấm dứt các hành động thù địch kéo dài nhiều tháng qua dọc biên giới Israel-Liban. Nhiều nhà phân tích khu vực lo ngại Israel sẽ đẩy mạnh các cuộc không kích và pháo kích vào Liban trong những giờ tới. Đặc biệt, không loại trừ khả năng Israel sẽ tăng cường ám sát các thủ lĩnh của Hezbollah, trong đó có Tổng thư ký Hassan Nasrallah, thậm chí phát động tấn công bộ binh vào Liban. Kịch bản này nếu xảy ra sẽ khiến cục diện chiến sự toàn Trung Đông diễn biến cực kỳ phức tạp và khó lường.
Lực lượng phòng vệ Israel ngày 27 tháng 7 cho biết, nước này có đủ thông tin để khẳng định Hezbollah đã thực hiện vụ tấn công bằng rocket vào một ngôi làng ở miền Bắc Israel trong cùng ngày, gây ra nhiều thương vong cho dân thường. Theo thông tin từ Văn phòng Thủ tướng Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã quyết định từ Mỹ trở về Israel sớm hơn so với dự kiến là 3,5 giờ đồng hồ sau khi nghe báo cáo về vụ tấn công này. Trả lời báo giới, một thành viên trong đoàn tùy tùng của Thủ tướng Israel tiết lộ chuyến bay sẽ khởi hành từ Washington lúc 7 giờ 30 tối theo giờ địa phương. Tổng thống Israel đã kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng sau vụ tấn công. Ông nhấn mạnh, nhà nước Israel sẽ kiên quyết bảo vệ công dân và chủ quyền của mình. Trước đó, Bộ Ngoại giao Israel khẳng định vụ tấn công mà nước này quy trách nhiệm cho Hezbollah đã vượt qua mọi làn danh đỏ và Israel sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh tổng lực với Hezbollah. Ngay sau vụ việc, một quan chức cấp cao của Hezbollah là Mohammad Afis đã phủ nhận trách nhiệm của lực lượng này trong vụ tấn công trên. Thủ tướng Israel Netanyahu hôm qua, ngày 27 tháng 7 cho biết, nước này sẽ không im lặng sau cuộc tấn công bằng tên lửa khiến 11 người, trong đó có trẻ em thiệt mạng tại một sân bóng đá ở cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng. Chính quyền Israel đổ lỗi cho lực lượng Hezbollah và tuyên bố sẽ đáp trả vụ tấn công của nhóm vũ trang Liban được Iran hậu thuẫn này. Tuy nhiên, Hezbollah phủ nhận mọi sự liên quan về cuộc tấn công. Đây là cuộc tấn công đẫm máu nhất ở Israel hoặc vùng lãnh thổ Israel sáp nhập kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Gaza. Dịch vụ xe cứu thương của Israel cho biết, ngoài số người thiệt mạng, còn có 13 người bị thương. Thủ tướng Netanyahu cho biết, ông sẽ từ Mỹ trở về nước sớm để ngay lập tức triệu tập nội các an ninh. Hezbollah với Israel đã đấu súng ở các khu vực quanh biên giới Liban-Israel kể từ khi nổ ra chiến tranh Gaza, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột toàn diện giữa các đối thủ được trang bị vũ khí hạng nặng. We'll be right back.